Rét kỷ lục trên toàn lãnh thổ Trung Quốc ghi nhận thời tiết lạnh cực đoan, sông Tiền Đường đóng băng, tuyết rơi tại sa mạc lớn nhất Trung Quốc. 208 đoạn đường ở 12 tỉnh đóng cửa do tuyết đóng băng. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng, bình luận tình hình thiên tai ở Trung Quốc ngày hôm nay của DBC. Kính thưa quý vị, gần đây khí hậu Trung Quốc đại lục diễn biến bất thường, dòng lạnh kéo dài liên tục từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, nhiệt độ cả nước giảm xuống trong ngày đông chí. Đông Á đã hứng chịu hai đợt lạnh mạnh đóng băng hai ngày liên tiếp. Sơn Đông, Liêu Ninh và những nơi khác đã lập kỷ lục về nhiệt độ thấp và thành phố Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang đã trải qua ngày đông chí lạnh nhất trong lịch sử. Thậm chí cả sông Tiền Đường cũng đóng băng. Các chuyên gia cho rằng xoáy vùng cực ở Bắc Cực đã rò rỉ và đổ thẳng vào Đông Á, gây ra thời tiết cực lạnh. Nhật báo Chiết Giang đưa tin, từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, bạn có thể nhìn thấy sông Tiền Đường đóng băng, băng tuyết, cây thủy triều và những kỳ quan khác băng sẽ tan dần sau khi thủy triều lên. Tuyết rơi tại sa mạc lớn nhất Trung Quốc. Theo China News Network và CCTV đưa tin, một đợt không khí lạnh ập đến, sa mạc lớn nhất Trung Quốc, sa mạc Talamakan đã trải qua đợt tuyết rơi trên diện rộng vào ngày 14 tháng 12, biến biển cát sa mạc thành biển tuyết. Sa mạc này nằm ở trung tâm lưu vực Tarim ở Tân Cương, là sa mạc lớn nhất Trung Quốc và là sa mạc di động lớn thứ hai trên thế giới, có lượng mưa thưa thớt và lượng bốc hơi cao. Toàn bộ sa mạc có chiều dài khoảng 1.000 km từ Đông sang Tây và rộng khoảng 400 km từ Bắc tới Nam, có diện tích 330.000 km2. Trong tuần tới, nhiệt độ thấp nhất ở nhiều nơi từ 5 đến 7 độ C. Hiện tại Bắc Kinh đang được cảnh báo màu cam về tình trạng đóng băng trên đường, cảnh báo màu vàng khi nhiệt độ thấp kéo dài và cảnh báo màu xanh lam khi có gió mạnh và làn sóng khí lạnh. Trong khoảng 2 tuần tới, nhiệt độ ở Bắc Kinh sẽ giảm xuống dưới mức đóng băng suốt cả ngày. Tám đoạn đường ở 12 tỉnh vùng Đông Bắc đóng cửa do bị tuyết đóng băng. Kính thưa quý vị, theo bản tin của CCTV, do đợt lạnh và không khí lạnh kéo dài, các tuyến đường bộ, đường sắt và hàng không dân dụng ở nhiều nơi đã buộc phải đóng cửa hoặc hủy các chuyến bay. Về đường cao tốc, tính đến 9 giờ ngày 17, 208 đoạn đường ở 12 tỉnh và khu tự trị, bao gồm Sơn Tây, Nội Mông, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Sơn Đông, Hà Nam, Quảng Đông, Quý Châu, Vân Nam, Cam Túc và Tân Cương đã bị đóng cửa và vẫn chưa xác định được khi nào mở lại trong thời gian tiếp theo. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tính đến 5 giờ chiều ngày 16, nhiệt độ mặt đường của đường cao tốc Bắc Kinh-Chu Hải đã giảm xuống 10 độ C. Đường cao tốc Bắc Kinh-Chu Hải sẽ đóng cửa vào trưa ngày 16 và một số chuyến tàu sẽ bị đình chỉ. Đối với hàng không dân dụng, hơn 1.366 chuyến bay dự kiến trên toàn quốc trong ngày 17 bị ảnh hưởng. Thời tiết tuyết rơi chủ yếu ảnh hưởng đến các sân bay ở Đại Liên, Yên Đài và Uy Hải.
Côn Minh, thành phố mùa xuân xuống 0 độ, 20 tỉnh thành Trung Quốc như tủ lạnh. Kính thưa quý vị, Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam, được mệnh danh là thành phố mùa xuân, nhiệt độ đã giảm xuống 0 độ C, lạnh như tủ lạnh ở 20 tỉnh thành trên cả nước. Cư dân mạng ở Côn Minh cho biết nhiệt độ ở Côn Minh giảm mạnh, trời rất lạnh. Thank you.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.